những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam. Kỳ 6, Nam Cam gian đạn bọc đường hạ gục quan chức. Tái hợp với nữ chúa Lệ Hải. Nam Cam về đến nhà vào chiều ngày 29 sáng 30 tháng 4 để tìm ra bến tàu dò dẫm cách di tản khỏi Việt Nam. Nhưng bên cạnh y còn cả bầy con, cho nên việc rời bỏ quê hương là điều quá sức đối với tên cờ bạc chuyên nghiệp như y. Nam Cam im lặng suy nghĩ. Lệ Hải đưa ra chiến lược đầu tư bỏ vốn mở nhà hàng bia ôm để làm bình phong tổ chức sòng bạc sẽ là an toàn hơn. Ngoài ra, để tạo bình phong và tạo thế làm ăn đặc biệt vào những dịp lễ Tết, phải mời cho bằng được những người có vị trí trong xã hội đến chơi bời ăn uống. Khéo léo tung tiền mua chuộc viên chức nhà nước có quyền lực bằng những cổ phần khống tại các nhà hàng để tạo nên thế lực. Nam Cam gật gù tâm đắc, nghe theo lời của nữ chúa Lệ Hải. Thời vận của y đã đến. Lý Đôi là một tay kỳ bẻo hết sức quan trọng và lợi hại. Trước ngày giải phóng, hắn làm cắm sườn của sòng bạc Sơn Đảo, một trùm giang hồ, nghe chuyện cũng đến gặp Nam Cam, đề nghị cho đầu quân. Lý Đôi gia nhập vào hàng ngũ tâm phúc của Nam Cam cùng những cái tên như Sáu Nhà, Thảo Ma, Ba Mạnh, Thành Đô La, Thọ Đại Úy. Cháu gọi Nam Cam bằng cậu ruột. Luôn Biết, tức đàn em của Huỳnh Tỳ, chuyên làm nghề bảo kê sòng, Mười Đen, vân vân. Bằng kinh nghiệm của mình, Lý Đôi tham mưu cho Nam Cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo con bạc về chơi ở sòng Nam Cam đông nườm nượp như trải hội. Để che mắt chính quyền địa phương, Nam Cam hùng một ít vốn với Mười Đen, tên giang hồ rẻ tiền, đệ tử của Luân Điếc ở Bình Thạnh, mở một cửa hàng kim khí điện máy ở số 49 đường Huỳnh Thúc Kháng để hợp thức hóa việc kiếm tiền phi pháp của mình. Với cặp mắt tinh tường của một tay trùm cờ bạc, Nam Cam biết phải dùng Mười vào việc gì cho hợp lẽ. Nam Cam bàn với Mười xuất vốn cho hắn để cho vay nặng lãi kiếm lời. Khi đó, ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng có kiểu vay nóng, trả vốn và lãi trong ngày. Dựa vào uy tín của anh Năm, Mười Đen cho vay kiểu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng nên cũng nhanh chóng khá giả. Có tiền là có uy tín, chịu chi là có đàn em. Mười lập tức có dưới trướng một loạt chân tay. Sừng sỏ nhất là Hòa Búa, kẻ sẵn sàng lăn xả gánh vác vào việc đụng chạm thay cho đàn anh, nhưng lại thiếu đầu óc để có thể phát triển thành thủ lĩnh. Đáp lại, Mười nhận ra uy quyền và thực lực của Nam Cam, nên gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho ông thầy của đàn anh là mình rất biết điều và biết rõ ai mới là minh chủ. Những viên đạn bọc đường hạ gục quan chức. Những năm sau giải phóng, đi theo thủ thuật làm ăn do nữ chúa Lệ Hải vạch ra, nếu khách đến ăn nhậu là những người có quyền thế hoặc có chức sắc, Nam Cam cặp trong nách chai rượu ngoại, tay cầm cái ly thủy tinh mới toanh, đon đã mời chào giao lưu hữu nghị. Cách giao tiếp hiếu khách như thế tạo cho Nam Cam mối quan hệ rất rộng với những người có địa vị trong xã hội. Từ lúc phải gồng gánh xoay sở lo kinh tế gia đình với liên minh ma quái với nữ chúa Lệ Hải, Nam Cam đã phất lên nhanh chóng nhờ cho vay nặng lãi, tổ chức sòng bạc. Hoạt động bảo kê đã giúp cho Nam Cam mua chuộc và quan hệ với nhiều lãnh đạo bằng đồng tiền bẩn. Qua đó, Nam Cam đã đạt được mục đích là biến những quan chức thành công cụ gắn liền với hoạt động ngầm của hắn. Sòng bạc lớn nhất của Nam Cam mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, với sự bảo trợ tầm xa của Sáu Ngọc, tức Dương Minh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự lúc bấy giờ.
có cả Trần Lệ Nguyên, giám đốc công ty Kinh Đô, là con bạc. Tiền sau 10 ngày được 1.200.000.000 đồng. Danh sách thọ lãnh tài vật do Nam Cam trực tiếp đưa ra tăng lên đến cả chục người, trong đó có một số không ít là công an. Nhờ có tiền và quan hệ trong giới giang hồ lẫn quan chức, Nam Cam khéo léo luồn lách thành đặc tình cấp 3 của công an, để rồi từ đó giúp sức đắc lực cho Dương Minh Ngọc ở phòng BC14. Nguyễn Mạnh Trung, nổi tiếng điều tra trọng án ở BC16, đã triệt hạ các băng nhóm tội phạm cộm cán khác. Rồi thì hàng loạt lính ruột của Sáu Ngọc cũng nhận tiền của bọn Nam Cam với một nụ cười biết ơn. Theo gương các ông anh, cả các trinh sát dày dạn nghiệp vụ cũng ngã quỵ trước viên đạn bọc đường được nã ra liên tục từ bàn tay của ông Trùm. Hoàng Tân Việt, cục phó cục C14B do quận Bách, đã nhận từ tay hiệp phò Mã, con rể của Nam Cam, không biết bao nhiêu chiếc phong bì. Chưa vừa ý, ông ta còn mượn cớ sửa nhà để vay tiền của Nam Cam, và dĩ nhiên là không bao giờ hoàn trả. Bà Lâm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự quận 3, đã được Nam Cam nhận làm đệ tử thân tín nhất của y. Trong thời gian đó, quy mô nhà hàng karaoke Thanh Vi lớn và bậc nhất nhì thành phố của Châu Đức Nghĩa với hàng loạt mỹ nữ cũng khiến Nam Cam chú ý. Bà Lâm và Nam Cam tới nhà hàng của Châu Đức Nghĩa. Bà Lâm trịnh trọng giới thiệu với Nam Cam: "Đây là anh Nam Cam, chắc Nghĩa có nghe tiếng rồi chứ?" Nghĩa tái mặt. Gã không ngờ gã đàn ông với dáng vẻ của một ông chủ bàn pizza với mái tóc bum xuê úp sát vào hai bên thái dương đang ngồi hát karaoke bằng chất giọng của một chiếc loa tồi ngấm nước trước mặt mình lại là ông trùm Nam Cam, ông trùm của những ông trùm. Nghĩa xung xuê: "Dạ, hân hạnh được biết anh Năm. Em xin được mời anh chai rượu." Nhưng Nam Cam khoát tay rồi tiếp tục ca hát một cách say sưa. Sau đó Nghĩa đề nghị: "Em rất muốn được hợp tác làm ăn với anh Năm." Nam Cam tỏ ra hiểu ý, gật gật đầu bảo rằng: "Cũng được, nếu em không chê ít, cho anh Hùng 20.000 đô nhé." Nghĩa bảo: "Dạ, tiền bạc không quan trọng đâu anh Năm. Quan trọng là anh thương em út, hỗ trợ em út làm ăn mới là cái chính." Nam Cam bèn gợi ý: "Được, nếu vậy em nên cho chú Ngọc bên BC14 Hùng 20.000 đô, được chứ?" Vậy là từ đó, nhà hàng khách sạn của Nam Cam khánh thành với sự ủng hộ tuyệt đối của các giới chức có liên quan với Nam Cam và của giới giang hồ xã hội đen ở Sài Gòn. Hết phần 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi series Những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam vào 21 giờ các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Người đọc: Ý Trần.